Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ vừa phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố bắt giữ đối tượng Hứa Lê Xuân Hiền, 42 tuổi, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, bị truy nã nguy hiểm về tội trộm cắp tài sản. Hiền bị truy nã theo quyết định số 01 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ với tội danh trộm cắp tài sản. Theo đó, cuối năm 2022, Hiền và Hồ Sĩ Thanh bàn bạc sử dụng xe máy đi đến các khu dân cư trên địa bàn quận Cẩm Lệ để tìm kiếm những công trình đang xây dựng, lẻn vào trộm cắp vật liệu. Bằng thủ đoạn này, trong khoảng tháng 10 năm 2022, Hiền và Thanh đã trộm cắp được 3 vụ gồm những máy móc, vật tư dùng cho xây dựng như máy đục, máy khoan bê tông, máy cắt cầm tay, motor điện, v.v. trị giá hơn 9 triệu đồng. Hiền có nhiệm vụ cảnh giới để Thanh lẻn vào trộm cắp rồi đem bán lấy tiền sử dụng ma túy và tiêu xài cá nhân. Đến thời điểm cả hai bị cơ quan công an bắt quả tang thì Hiền chạy thoát thân và trốn về huyện Hòa Vang ẩn náu. Vì nghiện nặng nên Hiền đành về phố mua ma túy thì bị phát hiện bắt giữ.